Những ngày qua, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, nhiều tổ chức, cá nhân, bà con trong và ngoài nước đã có những hành động thiết thực, chung tay góp sức cho hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19. Điều này đã khẳng định thêm tình đoàn kết, yêu thương đùm bọc của người dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận gần 100 triệu đồng và 5 tấn gạo của ông Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào Canada, đã gửi các tỉnh đang bị tác động bởi COVID-19. Còn đây là 4.500 khẩu trang N95 và hàng trăm chai nước xịt khoáng trị giá 150 triệu đồng do Quỹ Ship Bùi và những người bạn, một tổ chức của Việt Kiều Nhật Bản gửi tặng tuyến đầu chống dịch cho mỗi tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Dưới cái nắng nóng của Hà Nội, những chuyến hàng nghĩa tình gửi về vùng dịch đã và càng thêm khẳng định sự đoàn kết đồng lòng của các cá nhân tổ chức ở khắp nơi. Chúng tôi là các anh chị em sinh sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới và nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam. Chúng tôi cùng hoạt động chung trong một tổ chức thiện nguyện. Thì trước cái làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đang lan rộng rất nhanh và gây ra những khó khăn thiệt hại đáng kể cho nước nhà lần này, đặc biệt là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, chúng tôi cảm thấy là mình cần phải có một chút trách nhiệm với cộng đồng. Vì thế chúng tôi mong muốn được đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình, muốn góp phần nâng cao tinh thần để giúp các y bác sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu có thêm sức mạnh để cùng vượt qua đại dịch lần này. Tôi nhận thấy trách nhiệm của các doanh nhân, doanh nghiệp là phải chung tay vì cộng đồng. Mong rằng đóng góp của chúng tôi phần nào san sẻ gánh nặng với đội ngũ chiến sĩ, y bác sĩ ở tuyến đầu đang ngày đêm chống lại dịch bệnh. Chúc cho các anh hùng thầm lặng có nhiều sức khỏe, ý chí kiên cường để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Cầu cho dịch bệnh sớm qua đi để người dân sớm ổn định được cuộc sống và cùng chúng tôi xây dựng đất nước phát triển. Không chỉ hướng về hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch, trong những ngày qua, cộng đồng cũng chung tay kêu gọi giải cứu nông sản cho bà con. Hàng trăm các điểm giải cứu như thế này đã phần nào hỗ trợ bà con vùng dịch, giải quyết khâu đầu ra cho sản phẩm.